đi. Rút lưỡi chú gỡ đại bỏ mở đi. Cái móc kìa. Rồi. Rồi cảm ơn nhiều. Thôi rồi, vậy là có mồi nhậu rồi. Có mồi rồi. Mua tương vịt chân. Ê, còn trên, còn trên. Qua phụ cái. Đù, một cái to. Không có lưới đó. Lưới đập ở dưới rồi cái gì đâu. Ồ, mã vô bự hơn nữa nè. Thành Tích lên hàng, thằng Tú Tích lên hàng. Tướng cao cái chè miễu. Mới đổ vô hả? À, bữa nay có tài công mới nha anh em. Công mày giữ luôn nha. Hello. Tình hình là hôm nay gió bắc nó đang chuyển mùa nên em ơi, hôm nay đi câu cá nó không ăn chậm ăn. Câu bữa nay nó là lần thứ hai đó mà chưa có đăng được cái clip nào chưa. Chắc dồn lại 2-3 ngày mới đăng được clip anh nè. Câu này câu cá nào đây. Thứ nhớ mà cần thủ bạn đang câu rồi đó nè. Mất kỳ tỏ. Đại sư huynh Liêm nha anh em. Cầu thủ câu cá đếm nè. Hôm nay đi đánh dùng kinh tế mới mấy anh em. Bữa nay anh em chúng tôi đi hai xuồng bốn người nha anh em. Xuồng ở ngoài đó là của đại sư Vinh Liêm nha. Còn xuồng của tôi là gồm Trường ha, Trường ở trước ha, đây Tỏ. Bốn anh em đi xuồng. Bữa nay anh Trường làm tài công nha anh em. Tới bên cầu rồi. Bên cầu này cũng gần trên cây sung nha anh em. Nói cây sung là dân câu biết nha. Hôm nay giờ mà cá không ăn không ổn anh em ơi. Chắc về điểm mới nha anh em.
Lên hàng. Cá này có 38 à, không được 4 kg. Lên hàng. Cá ăn nha anh em tắm. Rồi, văng cái máy quay luôn anh em ơi. Cá nó đang tăng tăng càng cầu nè nè, để hồi nó có kéo không nhỉ. Nói lên cá khoảng chừng nhiêu ký rồi kìa coi. Này có chừng 15 ký như vậy. Từ từ, từ từ. Rồi lên hàng. Rồi lên hàng. Cái chi bạch. Chi bạch nè. Trời ơi. Rồi cần thủ đây giơ lên cầm con cá lên tay rồi coi. Vậy gì? Ừ. Cầm cái cục chì kìa. Cái gì vậy? Chì trắng đó nha. Cái chì bạch à. Cá nhỏ. Lên hàng. Ủa, nó đóng lục bình đẹp chưa?